Ok nhá. Rồi, thì hôm nay sẽ dạy các em này cái bài như này. Đó là bài các loại tia, phải chưa? Bài các loại tia. Thì ta sẽ học 3 tia nha, 3 tia. Mình học đầu tiên là đã học cái phần mà ánh sáng khả kiến đấy. Tức là ánh sáng nằm trong khoảng từ 0,38 đến 0,76. Đó là ánh sáng khả kiến, tức là ánh sáng mắt người nhìn thấy được. Thấy chưa? Như anh nói rồi, khi mà bước sóng nó lớn dần, thấy chưa? Thì cái tia đó, cái ánh sáng đó là có năng lượng yếu nha. Còn khi mà bước sóng có năng lượng bé, tức là ánh sáng đó rất là mạnh, thấy chưa? Rất là mạnh. Và ta sẽ học cái tia đầu tiên, đó là tia hồng ngoài. Đây là một cái loại tia mà hồng ấy, nghe từ hồng đúng không? Hồng không phải là màu hồng nha, hồng không phải là màu hồng. Màu hồng là cho thấy nó gần với màu đỏ, được chưa? Ngoài là bên ngoài, được chưa? Tức là bên ngoài của vùng khả kiến và nó gần với màu đỏ, đó là gì? Đó là hồng ngoài. Tức là ta có thể hiểu bước sóng của tia hồng ngoài nó sẽ lớn hơn tia đỏ, được chưa? Tia đỏ nha. Đấy. Thì nhớ, các em nhớ này, tia hồng ngoài nó sẽ nhắc đến tia hồng ngoài là nó sẽ nhắc đến nhiệt, được chưa? Đấy, nó sẽ phát ra bởi những cái vật có nhiệt độ trên 0K, 0 Kelvin ấy, được chưa? Mà 0 Kelvin ấy là âm 273 độ C. Nên là trong thế giới vật chất là gần như cái vật nào nó cũng phát ra tia cũng là trên 0 độ K cả nha, trên 0K cả. Nhưng trên 0K chưa đủ. Đấy, nếu nó muốn tỏa ra được ngoài môi trường á thì cái nhiệt độ vật đó nó phải lớn hơn nhiệt độ của môi trường, nhớ nha. Cái vật đó là phải trên 0K và nhiệt độ là phải lớn hơn nhiệt độ môi trường. Ví dụ các em trời nóng, trời lạnh chẳng hạn, đúng không? Thì các em tỏa nhiệt ra được môi trường, đúng không? Nhưng khi trời nóng chẳng hạn, được chưa? Thì tức là các em hấp thụ nhiệt vào người chứ không phải là tỏa nhiệt ra. Bởi vì nhiệt độ của môi trường lúc này cao hơn nhiệt độ cơ thể là lúc này mình hấp thụ cái nhiệt môi trường đó nha. Đấy, thì kiểu như thế. Thì các em nhớ tia hồng ngoài này này, nó sẽ phát ra trên 0K. Nên đối với những cái vật trên 0K nên là cơ thể con người nó cũng sẽ phát ra tia hồng ngoài, được chưa? Và nhắc đến tia hồng ngoài thì nhắc đến đầu tiên nha anh, nhớ đến cái đầu tiên này, đó là tác dụng nhiệt, được chưa? Đấy. Ngoài ra còn có tác dụng đến phím ảnh nữa và tác dụng biến điều sóng điện tử, được chưa? Tức là nó trong dùng remote TV ấy, được chưa? Này, đây, tác dụng nhiệt đây này. Tác dụng nhiệt là khi mà kém trùm chăn lại nha, trùm chăn lại là một lúc sau kém thấy ấm hơn, đúng không? Ấm hơn là bởi vì cơ thể chúng ta nó phát ra tia hồng ngoài, được chưa? Nhắc đến tia hồng ngoài là nhớ đến cái hình ảnh trùm chăn này nha, được chưa? Là khi mà chúng ta phát ra tia hồng ngoài, đúng không? Thì cơ thể chúng ta nó tỏa ra nhiệt, nhắc đến tia hồng ngoài là nhắc đến nhiệt, được chưa? Thì một lúc sau thì các em sẽ thấy là gì? Các em sẽ thấy là chăn nó ấm hơn, đúng không? Chăn nó ấm hơn là bởi vì nó lưu giữ cái nhiệt độ của cái ông ngoài này nha. Còn tác dụng với phim ảnh thì khi mà chúng ta chụp vào ảnh vào ban đêm, được chưa? Thì nó sẽ chụp bình thường chúng ta mắt chúng ta không nhìn được, nhưng mà máy ảnh, đối với những cái máy ảnh mà bắt sóng hôm ngoái, được chưa? Thì những cái vật phản ra tia hồng ngoài nó sẽ in hẳn lên hình ảnh lên cái màn của máy ảnh hồng ngoài, được chưa? Thì nó cho ra màu kiểu như này nha, hoặc là như này. Đây là hình ảnh gì các em có biết không? Đây là hình ảnh của một chú lính, được chưa? Đấy, màu đỏ đỏ này này nha, màu đỏ đỏ này này. Đó là một cái thằng lính, được chưa? Đang núp ở sau một cái cấy. Và đây là một cái ống nhòm hồng ngoài, ông đang chơi bắn súng ấy. Đấy, thì sẽ biết cái này. Đó, chơi kiếm bắn súng ấy, thấy chưa? Thì sẽ biết cái này, hoặc là xem phim hành động, đúng không? Hay là hình ảnh của một con chó, đúng không? Thì nó, đấy là một hình ảnh chụp một con chó bằng cái tia hồng ngoài nha. Thì nó sẽ hiện hình ảnh như này, thấy chưa? Ngoài ra thì tác dụng làm biến điều sóng điện tử á, là tức là làm gì một TV. Đây, các em có thể thấy là trên những cái điều khiển nó có cái nốt đỏ đỏ ấy, thì đó chính là gì? Đó chính là cái sóng điện tử ấy của tia hồng ngoài, đúng không? Rồi, cái loại tia thứ hai chúng ta sẽ học 3 tia nhá.
và ba tia này đều không nhìn thấy được. Chứ loại tia thứ hai đó là tia tử ngoài, được chưa? Tia tử ngoài là tia như nào? Tia tử ngoài là tia nằm ở dưới vùng tím. Đấy, đấy là vùng khả kiến, đấy hồng ngoài, đấy thì sẽ là vùng tử ngoài, được chưa? Vùng tử ngoài bước sóng nó rất là nhỏ, được chưa? Bước sóng nhỏ là thể hiện năng lượng mạnh, là tia tử ngoài này rất là mạnh, nha. Và tia tử ngoài là nằm đến những vật có nhiệt độ trên 2000 độ C, nha. Tia tử ngoài là những cái vật có nhiệt độ trên 2000 độ C là những vật phát ra tia tử ngoài được. Ví dụ như hồ quang điện chẳng hạn, hay là mặt trời chẳng hạn, hồ quang điện nhá, đây này, đây là hồ quang điện này, được chưa? Hồ quang điện này là những cái kiểu thờ han, nó han ấy, thì nhiệt độ đấy rất là cao, được chưa? Trên 2000 độ thì nó phát ra tia tử ngoài, được chưa? Cho nên họ phải đeo một cái mặt nạ vừa chống ánh sáng chói mắt quá, được chưa? Vừa cái thứ hai là tia tử ngoài, mà chống cái tia tử ngoài, nhá. Rồi, bước sóng nó qua cỡ khoảng 0,38 nhân 10^-6 mét, tức là 0,38 micromet đấy, nó nằm ở dưới của tia tím, đúng không? Tia tím nó 0,38 mà, cho nên á, nó nằm dưới, tức là từ 0,38 micromet đến 10^-8 mét, nha, nó nằm ở dưới rồi đi. Đấy, tức là bước sóng nó nhỏ tia tím, nha, bước sóng nhỏ tia tím. Và tia tử ngoài thì có 3 vùng bước sóng, đó là A, B, C, ta hay còn gọi là tia UVA, UVB và UVC, được chưa? Đấy, ngay cái mà lấy TV ấy, đúng không? Lúc mà dự báo thời tiết là tia UVA, tia UVB, UVC đấy, chứ đó là tia tử ngoài của mặt trời, được chưa? Ba cái vùng này nha, ứng với ba bước sóng khác nhau, nó sẽ mạnh dần, được chưa? Thì người ta sẽ ứng dụng vào ba vào y học rất là nhiều. Cái tác dụng đầu tiên là tác dụng sinh lý, nha. Cái vùng UVA bước sóng khá nhỏ thôi, nó vừa đủ mạnh để làm giãn mạch máu, nha, giãn mạch máu rồi. Chữa bệnh ấy. Cái thứ hai là chữa bệnh coi xương được, được chưa? Chữa bệnh coi xương nó sẽ kích thích cơ thể chúng ta sản sinh ra vitamin D để chữa bệnh coi xương đấy. Hay là cái vùng UVC nó là một vùng rất là mạnh, thì nó sẽ là vùng này hủy diệt các cái tế bào, ví dụ như tế bào ung thư, nha, tế bào ung thư ấy. Ok, và nếu mà để hủy diệt được tế bao, chứng tỏ là nó có thể hủy diệt được vi khuẩn. Vậy thì người ta sẽ ứng dụng trong công nghiệp, đó là tiệt trùng thực phẩm, nha, tiệt trùng thực phẩm bẩn, được chưa? À, tiệt trùng thực phẩm, tiệt trùng diệt các vi khuẩn, đúng không? Cái thứ tư là trong cơ khí, đấy, tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm. Thì cái tia tử ngoài ấy các em ạ, được chưa? Nó rất là mạnh, nó sẽ kích thích một số các cái nguyên tố phát sáng được, được chưa? Đó. Thì khi mà một cái, ví dụ một cái tàu ngầm chẳng hạn, nó có những cái vết rạn mắt thường chúng ta không nhìn thấy ấy, được chưa? Thì người ta sẽ rải những cái bột này, và người ta dùng cái tia tử ngoài này, người ta phải chiếu vào đó, thì các cái chỗ đó nó sẽ phát sáng lên, đúng không? Người ta rải bột lên những cái chỗ mà cái khe nứt ấy, được chưa? Người ta lau đi, thì những cái bột đó nó sót lại đến những cái nứt đó, và người ta chiếu vào đó thì mình sẽ thấy được những cái hạt đỏ phát sáng lên, thì người ta sẽ biết được là chỗ đó có gì, có vết nứt nha. Rồi, ok, từ từ đây anh lấy cái kính này nha. Rồi, tiếp theo, tia tử ngoài nó sẽ bị nước hay thủy tinh hay tầng ozone hấp thụ mạnh. Các em lưu ý cái tầng nước thủy tinh này, ok nhá. Tầng ozone này, tầng ozone là ở trên mặt trái đất của chúng ta có ấy. Tức cái tầng ozone này sẽ chặn cái tia tử ngoài này của mặt trời và giúp chúng ta tránh cái tia tử ngoài, được chưa? Có những cái chỗ trên trái đất nó bị thủng tầng ozone ấy, thì những cái vùng đó là vùng rất là nguy hiểm vì tia tử ngoài mặt trời nó xuyên qua là nguy hiểm. Còn tầng ozone này nó hấp thụ hầu hết cái tia tử ngoài này, nên là ngoài đường á, chúng ta đi ngoài nắng vẫn có tia tử ngoài, nhưng nó đã bị yếu đi đấy, thấy không? Ok, tia cuối cùng là tia X, hay còn gọi là tia Röntgen, được chưa? Tia X hay còn gọi là tia Röntgen. Đấy,
tia X hay còn là tia gen. Thì tia X này người ta sản sinh ra từ ống cúi lít dơ, thấy chưa? Các em nhớ cái nguồn gốc của họ nha, nguồn gốc của bán loài tia này nha, là từ đâu ra nha. Họ rất hay hỏi cái này, ví dụ tia hồng ngoài thì là từ những cái vật trên không ca và nhiệt độ phải lớn nhiệt ở môi trường. Còn tia gì? Tia tử ngoài ấy, đúng không? Là phải những cái vật trên 2000 độ C thì nó sẽ phát ra tia tử ngoài. Còn tia X là từ ống Kulitzer, thì ống Kulitzer này chúng ta học tiếp theo đến chương 6 kỹ hơn. Còn tạm thời bây giờ các em cứ nhớ tia X là từ ống Kulitzer thôi. Nó chỉ phát ra từ ống Kulitzer. Tia X hay còn gọi là tia Röntgen, do ống Röntgen ông tìm ra đấy nha. Vì tia X, các em phải biết này, tia X nó còn nhỏ, bước sóng còn nhỏ hơn cả tia từ ngoài nữa, nên nó thậm chí còn mạnh hơn cả tia từ ngoài, được chưa? Bước sóng của nó tầm cỡ 10^-8 đến 10^-12, cái nốt lại nhá. Từ ngoài ấy là 0.38 micromet đến 10^-8 mét. Tia X là 10^-8 đến 10^-12, được chưa? Đấy. Nó có bước sóng nhỏ như thế nên nó rất là mạnh, nó đấm xuyên được hầu hết cả cái vật chất ngoài trừ chì, nó bị chì hấp thụ. Được chưa? Đấy. Tia X là rất hay dùng trong y học ấy, đúng không? Các em biết là ta chụp X quang ấy, thì đó là tia X ấy. Vì tia này rất là mạnh nên nó có tác dụng gì? Sinh lý và hủy diệt tế bào, nó giống khá giống tia từ ngoài. Nó cũng có thể dùng để chữa ung thư được. Cái này bên chuyên ngành sinh bác sĩ mới nói xấu được cái này. Và nó có năng lượng mạnh nên nó sẽ phạt quang một số chất tiếp. Được chưa? Nó tương tự với tia từ ngoài luôn. Cứ mạnh là phạt quang được một số chất nha. Và tất nhiên phạt quang một số chất là để kiểm tra các sản phẩm lỗi bên trong vật đúc ấy, thấy chưa? Thậm chí bên trong luôn, bởi vì nó có thể đấm xuyên qua được. Nó mạnh hơn tia X, nó đấm xuyên qua được nha. Đấy, chứ không phải kiểm tra bề mặt đâu. Tia từ ngoài là kiểm tra bề mặt, còn tia X kiểm tra bên trong nha, thấy chưa? Bên trong luôn. Đây, ví dụ như tia X đây, các em thấy là tia X nó cũng có một cái tác dụng, đó là đam đen kính ảnh nữa, được chưa? Làm đen kính ảnh những cái tính chất này thì anh đã nốt lại trong cái tài liệu rồi, được chưa? Tài liệu của anh phát rồi nha. Đấy, thì anh sẽ nói rõ từng cái vấn đề một thôi, và các em đọc lại trong cái tài liệu đó, anh giải thích từng cái một. Tia X là có tác dụng làm đen kính ảnh, có tia hồng ngoài với tia tử ngoài, được chưa? Là có tác dụng lên kính ảnh, được chưa? Tức là các em có thể chụp được những cái hình ảnh của những cái vật mà gì phản ra hồng ngoài với tử ngoài. Còn tia X là nó xuất hiện chỗ nào là chỗ đó đen luôn, đen bù luôn. Tia X là đen luôn chứ không phải in hình ảnh nữa. Thì ở đây thì cơ thể nha, thì chụp được một cái tia X thì cơ thể ta chặn tia X rồi, thấy chưa? Nó cái vùng này, vùng xung quanh tay này nó xuyên qua tay, đúng không? Thì chỗ nó đen thúi luôn. Các em có thấy phần này đen thúi không? Đấy tia X, đúng không? Còn phần này là do xương của chúng ta, nó chặn tia X lại cho nên là nó hiện ra hình bàn tay như này. Và chỗ nào bác sĩ thấy vùng đen đen ở đây, đúng không? Thì chỗ đó là cái chỗ gãy xương, thấy chưa? Chỗ gãy xương đấy. Đó, đây là tác dụng làm đen kính ảnh này. Đây là tác dụng gì các em? Đó là tác dụng làm phạt quang một số chất nha. À, ok. Thì đây là thế rồi, đúng không? Đấy. Thế rồi. Nha. Thì bây giờ có cái phần đây. Ta sẽ làm cái bài tập, mấy cái bài tập như này. Đúng không? Các loại bức xạ, đúng không? Ok. Nào, các em vẫn còn xem chưa? Bây giờ nhá, chúng ta sẽ làm bài tập rất là nhanh này. Nào, tia hồng ngoài là tia gì? Câu 1, tia hồng ngoài là tia gì? Có màu hồng nhạt say, nó không nhìn thấy được nha. Câu B cũng đúng này, nhưng nó không đầy đủ, được chưa? Nhiều bạn sẽ nhanh nhỏ khoảnh câu B nhưng chưa đầy đủ đọc tiếp nào. C, bức xạ không nhìn thấy được và có bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng đỏ, con này chuẩn luôn nha. Tia hồng ngoài được phát ra bởi những nhiệt độ như nào? Không ca, được chưa? Hầu hết những vật nào không phát ra tia hồng ngoài cả, được chưa? Nhắc đến tia hồng ngoài, tác dụng nổi bật đó là tác dụng gì? Tác dụng nhiệt nha. Đó sẽ là tác dụng nhiệt.
ứng dụng của tiếng Hồng Ngoại là ứng dụng gì? Đã tạo dùng nhiệt là phải tạo dùng gì? Sấy sưởi, được chưa? Đáp án A nha. Phát biểu nào sai về tiếng Hồng Ngoại? Tiếng Hồng Ngoại là một trong những bức xạ mắt thường không thể nhìn thấy. Đúng, tiếng Hồng Ngoại là bức xạ không nhìn thấy, có bức sóng lớn hơn bức sóng ánh sáng đỏ, nó lớn hơn, đúng chọn. Tiếng Hồng Ngoại là một trong những bức xạ do các vật bị nung nóng phát ra, đúng, nó bị nung nóng thì nó cũng phát ra tiếng Hồng Ngoại nha. Cứ không cá là phát ra mà. Tiếng Hồng Ngoại không tuân theo định luật ánh sáng. Sai, bản chất là sóng, được chưa? Sóng ánh sáng là nó tuân theo định luật ánh sáng, phản xạ, nhiễu xạ và giao thoa đều được, được chưa? Phát biểu sai với tiếng Hồng Ngoại. Khi khảo sát quang phổ mặt trời, người ta thấy ngoài miệng ánh sáng nhìn thấy còn có những bức xạ không nhìn thấy nhưng cũng có tác dụng nhiệt như bức xạ nhìn thấy được. Đúng, tiếng Hồng Ngoại là những bức xạ không nhìn thấy có bức sóng dài 0.75 micromet cho đến vài milimet. Ở cái này cũng chuẩn. Các vật phát ra tiếng Hồng Ngoại phải có nhiệt độ trên 0 độ C ở các nhiệt độ cao. Các vật có thể phát ra cả tia Hồng Ngoại và ánh sáng nhìn thấy được. À, cái này đúng không? Không cá thì mới đúng nha. Bức xạ của sóng 1 micromet 0.76 đã là màu đỏ rồi thì 1 micromet lớn 0.76 là vùng gì? Vùng Hồng Ngoại, thấy chưa? Rồi, thân thể của con người nhiệt độ 37 đó là 37 độ C, đó là tiếng Hồng Ngoại. Chúng ta không thể phản ra tia tử ngoài với tia X được, nhớ nhá. Tia tử ngoài, rồi bây giờ sáng con tia tử ngoài. Tia tử ngoài là tia có màu tím. Sai, nó là bức xạ không nhìn thấy được. Đúng, đầy đủ hơn là sẽ có bức xạ không nhìn thấy được và có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng tím. Câu này chuẩn các em ạ. Đây, nguồn phát ra tia tử ngoài là những cái vật có nhiệt độ cao trên 2000 độ C, quá chuẩn đúng không? Chọn phát biểu sai. Tia tử ngoài là những cái bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím. Đấy, không nhìn thấy được nè, bước sóng lớn hơn bước sóng ánh sáng tím. Sai đúng không? Phải là bước sóng gì? Nhỏ hơn bước sóng ánh sáng tím, được chưa? Rồi, điều này sau đây sai. Câu 12 nào. Điều này sau đây sai khi so sánh tia Hồng Ngoại và tia tử ngoài cùng bản chất là sóng điện tử. Đúng, tất cả các loại sóng ánh sáng đều là sóng điện tử, được chưa? Và truyền với vận tốc là 3 × 10^8 mét trên giây nha. Đều không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đúng, 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 đúng. Đều có tác dụng đến kính nhạy. Đúng, tia Hồng Ngoại có bức sóng nhỏ hơn tia tử ngoài. Sai, Hồng Ngoại phải là lớn hơn tia tử ngoài. Năng lượng càng yếu thì bước sóng càng lớn. Tia tử ngoài không có tác dụng gì làm đen kính ảnh. Sai, cái này là của tia X đúng không? Đấy, ứng dụng của tia tử ngoài là gì? Đấy, sử dụng điều khiển từ xa là của Hồng Ngoại này, sấy sưởi cũng của Hồng Ngoại, làm đen chiếu sáng phải là ánh sáng khả kiến, nhớ nhá. Nó dùng để kiểm tra khuyết tật của sản phẩm nha. Câu 15 điểm nào? Chọn câu sai. Tia tử ngoài là như nào? Không tác dụng đến kính ảnh, được chưa? À, có tác dụng đến kính ảnh nhá, có tác dụng đến kính ảnh, được chưa? Có tác dụng đấy. Khi nói về tia tử ngoài, phát biểu nào sau đây là sai? Hồ quang điện và các vật có nhiệt độ trên 3000 độ là những vật phát ra tia tử ngoài rất mạnh. Đúng, tia tử ngoài bản chất sóng điện tử, sóng nằm trong khoảng từ tia tím đến tia X. Đúng rồi. Đây, tia tử ngoài là những bức xạ không nhìn thấy được có bức sóng nhỏ tia tím. À, cái này đúng này, không bị thủy tinh và nước trong suốt hấp thụ. Cái này sai, nó bị thủy tinh, nước và tầng ozone hấp thụ, đúng không? Phát biểu là sao đây? Không đúng. Tia röntgen có khả năng đâm xuyên. À, bây giờ lại hỏi sao tia X này đâm xuyên qua một lớp nhôm dày cỡ vài cm. Cái này đúng này, thấy chưa? Nó chỉ không xuyên qua được chi thôi. Tia röntgen có cùng bản chất tia Hồng Ngoại. Đúng, bản chất là gì các? Đó là cùng là sóng điện tử. Tia X, tia röntgen, tia Hồng Ngoại, tia ánh sáng khả kiến đều là bản chất sóng điện tử. Tia röntgen có vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng. Sai, vận tốc ánh sáng là tuyệt đối và không ai hơn được nó cả. Cho đến thời điểm hiện tại nhá. Cho mà biểu sai về ống röntgen, câu này bỏ đi.
đây là ống Röntgen hay còn gọi là ống Kurzweil. Giờ chúng ta học kỹ ở chương 6. Tính chất nào ra đây không phải của tia Röntgen? Rồi, có khả năng ion hóa rất cao. Đúng, các em cứ để ý những cái tia mảnh ấy, được chưa? Thì nó khả năng phát quang, thì đó cũng liên quan đến khả năng ion hóa đấy. Có khả năng đâm xuyên mảnh, có bị lệch hướng trong điện trường, cái này sai này. Những cái điện trường nó làm lệch hướng những cái điện tích chứ không phải là sóng ánh sáng. Ánh sáng nó không có, hay là các loại tia nó không có điện tích nên là nó không bị lệch hướng trong điện trường được. Ở lĩnh vực y học, tia X được ứng dụng làm X quang dựa vào tính chất gì? Đâm xuyên mảnh và tác dụng lên kính ảnh. Đấy. Rồi, đây. Đúng không? Phát biểu sai khi nói về tác dụng và tính chất của tia Röntgen. Sai nha. Câu 21. Tia Röntgen có khả năng đâm xuyên, đúng rồi. Tia Röntgen có tác dụng lên phím ảnh, làm phản quang một số chất. Đấy. Có tác dụng sinh lý, không có khả năng ion hóa, được chưa? Đấy, ok câu này. Có khả năng ion hóa nhé, những cái tia mảnh này có khả năng ion hóa, tia X cũng có, mà tia Röntgen có. Tìm cả tính chất mà tác dụng và tác dụng mà tia X không có, được chưa? Mắt ta nhìn thấy tia X cứng màu tím và tia X mềm màu đỏ. Cái này sai này. Cái này thực ra nó sẽ nâng cao hóng khí cái này đâu. Tìm cả ứng dụng mà tia X không có. Rồi, tia X dùng trong bệnh viện để chụp chiếu tìm chỗ gãy xương, viên đạn hoặc mảnh bom. Chỗ viễm nhiễm, ung thư, ung bướu. Cái này có. Ở các cửa khẩu, tia X dùng để chụp chiếu kiểm tra hành lý. Đúng rồi, ở sân bay ấy, đúng không? Thì các em có thể thấy trong những cái phim hành động ấy, được chưa? Thì người ta chụp trong nó có bom hay không? Đó. Trong nông nghiệp và công nghiệp thì anh chung này sấy khô. Sai, cái này có tia hồng ngoài rồi, đúng không? Sấy khô là có tia hồng ngoài. Tia X có bước sóng nhỏ hơn tia từ ngoài, đúng không? Tính chất nổi bật của tia X đó là làm đấm xuyên mảnh nha. Đấm xuyên mảnh. Nhắc đến đấm xuyên mảnh là nhắc đến tia X bởi vì nó dùng để chụp chiếu, đúng không? Nhận định nào sau đây về tia Röntgen là đúng? Tia Röntgen có tính đâm xuyên, ion hóa, phải dùng nhiệt, dùng trong sấy sưởi, không có tác dụng nhiệt. Tia Röntgen có tính đâm xuyên, bị đổi hướng trong từ trường, sai. Tia Röntgen còn khả năng ion hóa là phát quang, tính đâm xuyên và được sử dụng để thăm dò khuyết tật của C, đúng không? Nội dung nào sau đây không đúng với tia Röntgen? Trong không khí thường tia Röntgen cứng và tia Röntgen mềm, tức là tia X cứng và tia X mềm ấy, tức là nó đại diện như tia UVA, UVB, UVC, thì cái này thực ra các em không cần biết đâu. Đấy. Tóm lại cái này, câu này cũng biết cứng với mềm là như nào cả, nhưng mà tia X mà có cùng vận tốc thì cái này là đúng, đấy chứ. Tất cả loại tia nếu trên dòng chân không á thì nó đều là vận tốc là 3 × 10^8, đúng không? Tiếp câu B, tia Röntgen là hủy diệt tế bào gây phát quang, đúng. Tia Röntgen mang năng lượng khả năng đâm xuyên, đúng. Hiệu điện thế giữa anode và cathode càng lớn. Hiệu điện thế càng lớn. Cái này chưa học. Đây là trong ống Kurzweil, những cái câu này là không đúng này. Hiệu điện thế càng lớn, bước sóng càng nhỏ. Tức là hiệu điện thế càng lớn thì tia X càng lớn nhá. Tia X nó càng mạnh thì bước sóng càng nhỏ. Câu này loại trừ thôi các em ạ. Nếu mà chưa học thì loại trừ thôi. Đây, 11^8 đến 11^2 quả chọn này. Cho câu sai tia Röntgen, bản chất là sóng điện từ có bật sóng rất ngắn, đúng. Còn là đâm xuyên mảnh, đúng. Trong y học chữa bệnh coi xương, cái này là của tia X nhá, được chưa? Tia X, tia nhầm, cái này là tia từ ngoài nhá. Còn tia X, được chưa? Nó rất mạnh, nó không thể dùng để chữa bệnh coi xương được. Đấy. Khi nào anh vừa nói là tia từ ngoài ấy, đúng không? Là nó có tác dụng để yếu, được chưa? Để nó mới làm giãn mạch được, giãn mạch máu ấy. Tính chất nào sau đây không phải tia Röntgen nào? Câu 30 này. Tính chất nào sau đây không phải của tia Röntgen? Bị lệch hướng trong hiện trường,
Không phải nha, đúng không? Đông nắng, cái câu này bỏ đi, không có laser. Tiếp nào sau đây, câu 32 nhá. Tiếp nào sau đây không gió cả quật bị nung nóng phạt ra. Được chưa? Ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoài, tia tử ngoài. Ở đây ba vật này nung nóng đều có thể phạt ra, ngoài trừ tia X. Tia X là được phạt ra từ ống Kulitzer, hiểu nhá? Chỉ được phạt ra từ ống Kulitzer mà thôi. Trong có đúng, tia hồng ngoài, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoài, tia X, tia gamma đều là có sóng điện từ, được chưa? Có tần số khác nhau. Nhóm tia nào sau đây? Rồi. Nhóm tia nào sau đây có cùng bản chất là sóng điện từ nào? Rồi. Tia beta này loại đi. Tia cathode này loại đi. Nghe là có ba từ A. Hồ quang điện không thể phát ra ánh sáng nào. Hồng ngoài nhìn thấy từ ngoài và tia gamma. Tia gamma xảy ra trong hạt nhân. Chúng ta sẽ học ở chương sau. Ánh sáng không có đặc điểm nào, luôn truyền về vận tốc 3 × 10^8. Có thể truyền trong môi trường vật chất, có mang năng lượng. Từ nào? Ánh sáng bản chất là sóng điện từ, nó cần không gian để truyền nên là nó không truyền qua vật chất. Ví dụ các em lấy tay che ánh sáng thì nó có truyền xuyên qua tay được không? Không được, đúng không? Nên không cần vật chất nhá, nó cần không gian. Tiếp nào? Tia từ ngoài là những cái bức xạ không nhìn thấy được, thấy chưa? Có bức sóng như nào? Nhỏ hơn tia tím, đúng không? Nào đây. Trong cả bức xạ nào, trong bức xạ của bức sóng lambda nào, tia nào có tính đâm xuyên mạnh nhất, thấy chưa? Mình đổi hết về về mét đi, đúng không? Cái này nhân 11 trừ 6 này, đúng không? Là thành 10 mũ trừ 13. Cái này 10 mũ trừ 3 mm là 10 mũ trừ 3, đổi sang mét là 10 mũ trừ 3 nhá. Thì cái này là thành đầu này là 10 mũ trừ 6. Cái này 10 mũ trừ 6 luôn. Cái này 10 mũ trừ 9. Như vậy cái đầu 10 mũ trừ 13 là nhỏ nhất. Đấy. 10 mũ trừ 13 nhỏ nhất, ứng với năng lượng lớn nhất thì nó đâm xuyên mạnh nhất, được chưa? Đó. Trong cả sóng điện từ, câu 39, trong cả sóng điện từ, sóng nào có bức sóng ngắn nhất nào? Đó là tia gì? Tia hồng ngoài, đúng không? Sóng vô tuyến này, bức sóng vài mét trở lên nha. Không, ở chương 4 học rồi nha. Trong cả tia tử ngoài, loài tia sau, tia có tần số nhỏ nhất. Tần số nhỏ nhất, tức là tần tia yếu nhất, được chưa? Tia hồng ngoài là tia yếu nhất trong đó. Tần số sẽ lớn nhất, được chưa? Câu 41. Câu 41 này các em phải tính ra bực sóng của nó, được chưa? Thế nào? Để anh lại ghi máy tính nhớ nha. Các em tính nào, bức xạ này, bực sóng. Đúng không? Nào. Bước sóng bằng gì các em? Lambda bằng gì? Lambda là quãng đường bằng C nhân với T, đúng không? Xem thử bao nhiêu này. 3 × 10^8 nhân với 8,25 nhân 11^18, đúng không? Là ra được 2,475. 2,475. Hôm sau anh sẽ mua cái máy để viết nhá, được chưa? Hôm nay viết tạm như này. Cái để này, đầu này là đầu trừ 9 rồi, đúng không? Thì cái này anh nói rồi, đầu 10 mũ trừ 8 đến 10 mũ trừ 12 đó là tia tử ngoài rồi, tức là tia röntgen ấy. À nhầm, tia X ấy. Đầu 10 mũ trừ 9 đến 10 mũ trừ 12 đó là tia X, hay còn gọi là tia röntgen. Vậy đảm bảo là gì? C nhá. Đó là C, được chưa? Đó, từ ngoài nhá, anh em tia X nhá. Tia X.
bức xa của bờ sóng 0,3 micromet, đầu mũi một mũi nhỏ 0,38 rồi tia từ ngoài thôi. Một cái đèn phát ra tần số 10 mũ 14 hertz, bức xa này thuộc vùng nào? Nào tính bờ sóng này em, lambda bằng c đúng không, chia cho f đúng không, 3 × 10^8 này chia 10 mũ 14 này ra 3 × 10^6 được chưa, đổi ra micromet ấy là 3 micromet đấy, rất là lớn, thì đó là vùng hồng ngoại được chưa. Kém tính được 3 × 11^6 thì mình đổi ra micromet cho dễ làm đúng không, cho dễ làm, bởi vì cái tần số nhận đó là 0,78 × 11^6 mà được chưa, thì 3 × 11^6 là nó lớn hơn 0,78 × 11^6, nó là vùng hồng ngoại được chưa. Cái câu này bị sai đề bỏ đi. Câu 45, thứ tự tăng dần tần số, tăng dần tần số tức là cái tia nó mạnh dần ấy đúng không, thì sóng vô tuyến là cái loại sóng cỡ vài mét thì nó là yếu nhất, sau đó sáng gì tia hồng ngoại đúng rồi, ánh sáng nhìn thấy tia từ ngoài tia x đúng rồi, ok cái này là C đúng không, C nha. Rồi thứ tư tăng dần bước sóng nha, tăng dần bước sóng là phải các tia đó yếu dần được chưa, các tia yếu dần đầu tiên tia mạnh nhất là tia x ngoài, tia từ ngoài đã đúng rồi, tiếp theo là ánh sáng gì nhìn thấy tia hồng ngoài nó yếu hơn nhá, yếu hơn ánh sáng nhìn thấy. Đây câu này đúng không, B. Rồi bây giờ anh sẽ chữa câu 47 là câu cuối, còn D này học đây này, các em sẽ về nhà làm nhá. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím, đúng đúng không, một câu đúng này nha, hắn hỏi là kết luận đúng mà được chưa, kết luận đúng, bước sóng của tia từ ngoài lớn hơn bước sóng của tia x, đúng đúng không, bước sóng tia x nhỏ hơn, những bức xạ của bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím là những bức xạ từ ngoài, sai, có thể là tia x đúng không, bước sóng nhỏ hơn ánh sáng tím có thể là từ ngoài hoặc tia x nữa, nước hấp thu tia từ ngoài mạnh hơn tia hồng ngoài, đúng, hồng ngoài không bị nước hấp thu đâu. Đấy, có hấp thu nhưng hấp thu ít hơn nhiều, từ ngoài là bị nước đấy, tầng ozone đúng không, thủy tinh hấp thu hô quang điện đồng thời phản ra tia hồng ngoài từ ngoài và ánh sáng nhìn thấy, con này đúng này, tia từ ngoài và tia x đều có khả năng hủy diệt tế bào làm phản quang và ion, con này đúng đúng không, cứ tia mạnh là có những tính chất này, những nguồn có nhiệt độ lớn hơn 0°C mới có khả năng, sai, phải là 0°K được chưa. Như vậy số đáp án đúng là 1, 2, 3, 4, 5 đúng không, 5 đáp án C nha. Ok xong được chưa.